Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay tiếp tục lên cho các bác nhiều giò lan đẹp đây. Mã số 1 này. Một giò sơn thủy tiên rất là to nhé. Độ thuần của nó thì quá thuần rồi các bác nhá. Độ thuần thì quá thuần. Mã số 1 của em có giá là 480.000 nhá. 480.000. Cho mã số 1, một giò rất là to luôn nhá. Sơn thủy tiên. Cái dòng này hoa rất là thơm. Mã số 2 này các bác này, giò tam bảo sắc này. Tam bảo sắc đẹp chưa? Một cái giò ghép trên cái lũa cũng đẹp nhá. Cái này nó là hàng nguyên bản nha các bác nhá. Nó là hàng nguyên bản đây này. Nguyên bản, một cái khúc nguyên bản xong là dân người ta ghép vào một cái lũa như này, bây giờ dễ nó đã bám chặt rồi nhá. Mã số 2 của em có giá là 350.000, dòng tam bảo sắc của Lai Châu là hoa trắng tím cực kỳ thơm và đẹp nhá. Đấy, một cái giò như này. Đã cho phân đầy đủ rồi, về các bác cứ treo lên chăm tưới bình thường thôi. 350.000 cho mã số 2. Mã số 3 này các bác này, tam bảo sắc đẹp chưa? Một giò quá là đẹp luôn. Cây đẹp đấy, cây chất lượng cao của các bác nhìn. Đấy. Mã số 3 của em cũng có giá là 350.000. Cũng có giá 350.000. Cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này, Vanda Uyên Ương nhá. Vanda Uyên Ương thì nhà em rất là nhiều, các bác yên tâm. Mã số 4 của em có giá 250.000. 250.000. Cái dòng này hoa nó cũng tương đối đẹp và thơm nhá. Nó là trong những cái loại đẹp nhất của các loại Vanda. Mã số 5 này. Mã số 5 vẫn là Vanda Uyên Ương nhé. Cái giò này 220.000 thôi. 220.000 cho mã số 5. Mã số 6 này các bác này, một chậu kiều vuông lộc, một chậu kiều vàng này. Cái này thì em để rẻ cho các bác nhé. Mã số 6 có giá là 80.000. 80.000 nhé các bác nhé. Các bác mà lấy thì cố gắng ghép đơn cho em gái, không ít quá nó không bỏ đông hàng. 80.000 cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này, một giò kiều vuông lộc bắc này, to bự như này nhá, đẹp như này nhá. Mã số 7 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 7 đây này các bác này. Đấy, xa là độ thuần của nó thì các bác cứ yên tâm nhá. 350.000 cho mã số 7. Mã số 8 này các bác này, một giò phi điệp vàng này. Phi điệp vàng đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi, cái này đang bắt đầu có hiện tượng sương nụ rồi. Mã số 8 250.000. 250.000 cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này, một giò sơn thủy tiên họng nâu này. Họng nâu nhá, hoa rất là đẹp, nguyên rề to bự như này nhá. Mã số 9 của em có giá là 1.500.000. Sơn thủy tiên họng này họng nâu nhá. 1.500.000 cho mã số 9. Mã số 10 này các bác này, một giò kiều mỡ gà này. Đấy như này nhá. Mã số 10 của em có giá là 350.000 nhá. 350.000 cho mã số 10. Đấy, kiều mỡ gà. Nó như này, đây em quay rõ cho các bác xem nhé. Đấy, về các bác nhận hàng, nhận đúng cây đúng hình nhé. 350.000 cho mã số 10 nhé. Đấy, một giò kiểu mỡ gà như này nhé. Mã số 11 này các bác này, một giò cuối tháng 8 này đang có cái nụ này các bác này. Đây này, đang có cái nụ này. Đấy. Mã số 11 450.000. 450.000 cho mã số 11 nhé các bác nhá. Một cây quế tháng 8 rất là đẹp này, đang nụ nhá, nụ của hoa của nó thì cực kỳ thơm. 450.000 cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này, quế tháng 8 này. Cái này không biết có nụ chưa. À đây rồi, một cái nụ này. Một cái nụ này. Cây này một cái nụ nhá, mỗi cây một cái nụ nhá. Mã số 12 của em cũng có giá là 450.000 nhá.
hai cây quế tháng 8 mỗi cây một cái nụ. 450.000 cho mã số 12. Mã số 13 này các bác này, một giò phi điệp vàng đang sưng rất nhiều nụ nhá. 200.000. 200.000 cho mã số 13. Đang sưng rất nhiều nụ luôn. Phi điệp vàng. Mã số 14 này các bác này, một giò đuôi chồn 150.000 nhá. 150.000 cho mã số 14, đuôi chồn có 4 cây như này thôi nhá các bác nhá. 150.000. Cho mã số 14. Mã số 15 này. Đen dâu tím nha các bác nhá. Đấy, đen dâu mili tím. Mã số 15. 350.000. 350.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này, một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Đẹp chưa các bác? Đẹp như thế này. Đấy. Mà thân thì dày đặc luôn nhé các bác nhé. Thân dày đặc các bác nuôi đến cuối năm nó dài ra hàng mét này, nó nở hoa thì nó quá đẳng cấp luôn. Mã số 15 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này, một cái giò kiểu trắng như thế này, mầm gốc nó đang lên gần chục cái mầm gốc luôn, nó đang lồi lồi lên này, này các bác này, nó đang lồi lồi lên như này này, gần chục cái này đấy. Đấy, có hoa đây rồi, về chuẩn cây chuẩn giống cho các bác này. Mã số 16 nhá, một mầm gốc này, 2 này, 3 4 5 này, 6 này, 7 này, cái này đang lồi lên nữa là 8 này, có nghĩa là các bác nuôi khoảng tầm chục ngày nữa là 8 cái mầm gốc nó sẽ bật lên ý. Mã số 16 kiều trắng nhé, của em có giá là 500.000. 500.000 cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này, kiều trắng tiếp này. Đấy. Mã số 17 nó như này nhé, 450.000. 450.000 cho mã số 17. Mã số 18 này, kim điệp mắt đỏ nha các bác nhé. Dọc kim điệp mắt đỏ này thì giá nó rất là cao. Nó là một trong những cái dòng VIP nhất của dòng kim điệp nha các bác nhé. Mã số 18, 350.000. 350.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này, một giò long tu đá tím xìn hồ to bự đẹp long lanh như này này các bác này. Long tu đá tím hoa cực kỳ tím đẹp nhé. Cái riêng cái dòng này. Mã số 19 của em có giá là 450.000. 450.000 nhá. Trồng trên cái giớ này về muôn đời không bao giờ mục được các bác nhé. 450.000 các bác nuôi từ giờ đến cuối năm nó sẽ dài ra nhé. Nó sẽ dài ra đến khi thắt ngọn nhé. 450.000 cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này. Đấy, 4 cây quế tháng 8 này, nhưng mà cái này thì nó chưa có nụ đâu các bác nhá. Em chưa thấy có nụ đâu. Mã số 20 nó như này nhá, em quay rõ luôn cho các bác nhá. Đấy, cũng 450.000. Quế trắng tháng 8 cũng 450.000. Cho mã số 20. Mã số 21 này các bác này, một giò thanh đạm sữa này, đang nụ này các bác này, nụ nó đang ở trong cái vòi vòi này, đấy nụ. Mã số 21, 180.000 nhé các bác nhá. 180.000 cho mã số 21 này, nụ nó đang bên trong này các bác, không biết các bác nhìn thấy không, đấy, rất là nhiều nhé. Đây này, những cái như này là nụ hết nhá, nụ hết, rất nhiều nụ luôn, đếm ra nó phải đến gần 20 cái nụ. 180.000
cho mã số 22, cho mã số 22 nhá các bác nhá. Mã số 23 này, một giò kiều này nó là kiều vuông siêu tím nha các bác nhá, hoa tím đậm luôn, hoa cực kỳ tím nhá. Mã số 22 đấy, như này nhá, 200.000, 200.000 cho mã số 22. Mã số 23 này các bác này, một chậu cáo này, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, rất là đẹp này. Mã số 23 nhé các bác nhá, một chậu cáo cực kỳ đẹp luôn, toàn cây xếp đẹp thôi. Đấy, quay kỹ cho các bác nhìn nhá. Đấy, nó như này nhá. Mã số 23 của em có giá là 480.000, 480.000 cho mã số 23. Đấy, rất là đẹp luôn. Mã số 24 này các bác này, một giò sơn thủy tiên tiếp này. Đấy, đẹp chưa? Cũng 450.000 nha các bác nhá. 450.000 cho mã số 24. Đấy, sơn thủy tiên. Nó là quá thuần rồi các bạn. Mã số 25 này, một giò đùi gà tròn to đẹp như này nha các bác nhá. Mã số 25 của em có giá là 300.000, 300.000 cho mã số 25. Cái này là đùi gà tròn rất là đẹp luôn, 300.000 cho mã số 25. Mã số 26 này các bác này, một giò siêu phẩm này, đen rô tím nhật này, to bự như này nhá. Đấy, như này mấy chục thân luôn, 4-5-10 thân luôn. Mã số 26 của em có giá là 1.200.000 nhá, 1.200.000. Dòng này hoa Tết nó mà nở thì quá là đẳng cấp luôn các bạn. Cái dòng này dòng hoa Tết nhá, đúng vào Tết mà cái giò này nó nở thì nhìn cực kỳ đẳng cấp luôn. 1.200.000 cho mã số 27. Mã số 28 này các bác này, một chậu cáo có một cây, hai cây, ba cây. Mã số 28 nhá, ba cây cáo như này. 380.000, 380.000 cho mã số 28. Đấy, như này nha các bác nhá. 380.000 cho mã số 28. Cái này có nụ chưa nhỉ? Mã số 29 này các bác này, tóc tiên hương dừa này, tóc tiên hương dừa nó đang chuẩn bị mùa hoa rồi, nhưng mà đang cũng chắc là đang chuẩn bị nụ rồi. Mã số 29 nha các bác nhá, tóc tiên hương dừa, cái dòng này hoa rất là thơm, riêng cái dòng tóc tiên hương dừa này. Mã số 29 của em có giá là 200.000 nhá, 200.000 tóc tiên hương dừa, hoa cực kỳ thơm luôn. Mã số 30 này các bác này, một giò u lồi nhá, quang thảo u lồi, 1 thân, 2, 3, 4, 5, 6 thân, à 5 thân, 5 thân u lồi như này nhá, to đẹp như này, đây như này nha các bác nhá. Mã số 30 của em có giá là 280.000, 280.000 cho mã số 30. Dòng này dòng hoa Tết nha các bác nhá. Riêng những cái cây nó đang đi ngọn khỏe như này, về đến cuối năm nó dài hàng mét luôn, dài hàng mét luôn nha các bạn nhé. 280.000 cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này, một siêu phẩm nha các bác nhé, một siêu phẩm cây trồn lá như là lá cáo luôn nhé.
bản lá xếp rụt rịt, lá ngắn, lá dày, lá to nhá. 5 cây đẹp như này. Mã số 31 của em có giá là 1.500.000 nhá. 1.500.000 cho mã số 31 ghép cái luống rất là đẹp này các bác này. Đấy. Cái dòng này dòng VIP cho nên giá nó hơi cao nha các bác nhá. Dòng hàng VIP thì giá nó hơi cao một chút. 1.500.000 cho mã số 31. Gì? Mã số 32 này. Gió tăm và sắc đẹp chưa các bác? Quá là VIP luôn. Mã số 32, một gió tam và sắc này, dòng này là dòng hoa hoa trắng tím nha các bác nhá. Mã số 32 nhá. Đấy, hoa trắng tím rất là đẹp. Của em có giá là 400.000 nhá, 400.000 cho mã số 32. Đấy, nó như này nhá. Như này. 400.000 cho mã số 32. Mã số 33 này các bác này, một giò trâu, trâu này là trâu rừng đầm lầy này. Trâu đầm lầy thì thường thường cái lá nó nhỏ, nó dài. Đấy, lá nó nhỏ, nó dài, nó không được đẹp đâu các bác. Đấy. Nhưng mà cái đặc điểm của nó là hoa rất là đẹp và đẻ rất khỏe nhá. Mã số 33 4 cây như này nhá, cứ một mẹ một con nhá. Của em có giá là 650.000. 650.000 cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này, tác phẩm tam màu sắc rất là đẹp. Mã số 34 này các bác nhìn sướng chưa? Đấy. Đấy, cây nó VIP như này. Quá là đẳng cấp luôn. Mã số 34 của em có giá là 450.000 nhá. 450.000 cho một cái tác phẩm đẹp như này. Giá rất là hợp lý đấy các bạn, không có cao gì đâu, em nói thật các bác. 450.000 cho mã số 34. Cái dòng này nó là dòng lá ngắn và lá xếp nha các bác nhé, chứ không phải là lá dài đâu. 450.000 cho mã số 34. Đẹp như này nhá. Đấy, quá là đẹp luôn. Mã số 35 này các bác này, vẫn là tam màu sắc tiếp này. Cái này chỉ có 200.000 thôi nha các bác nhé. 200.000 vẫn là tam màu sắc. Đấy. Cho mã số 35. Mã số 36 này các bạn này, một giò son môi này. Đây nhá, hoa nụ của nó đây này các bác nhá. Nụ của nó đây. Nụ đây. Đấy, nụ này sau này nó sẽ to ra và nó đùn ra thành một cái thỏi son rất là dài nhá, nó dài tầm như này này các bác này. Nó đùn ra thành một cái thỏi son đỏ chót bên trong nhá. Mã số 36. Nụ ở trên này rất nhiều nụ luôn các bác. Đây này, nụ nhỏ nhỏ nó ra dày đặc luôn này. Mã số 36 nha các bác nhá. 250.000. 250.000 cho mã số 36. Rất nhiều lụ luôn, cái này về nó nở hoa các bác treo trước cửa nhà, đẳng cấp cao luôn ấy. Đẹp cực kỳ. Mã số 37 này các bác này, giò tam màu sắc, bản lá rất là to à, kỳ. Các bác nhìn kỳ. Bản lá rất là to đẹp nhá. Mã cái này thì em mới thuần thôi nhá các bác nhá, nhưng mà rễ nó đã bắt đầu đâm này này, em nói rõ luôn trên video nhá. Đây, rễ nó đã bắt đầu đâm nhá, đây rễ gió nó đã bắt đầu đâm ra ngoài đấy nhá. Đấy, rễ đây nó đã ăn hết ra rồi này, nhưng mà nó chưa bám vào giá thể thôi. Đây, cái này thì bắt đầu bám này. Mã số 38, 350.000 nhá các bác nhá. 350.000 cây chất lượng chưa các bác? Đấy, đây này các bác này. Đấy, cây chất lượng nhá. Cho mã số 38. Tiếp theo này các bác này. Hôm nay em về được 2 cân, hơn 2 cân tam thất đen này các bác này. Hơn 2 cân tam thất đen. Tam thất đen xỉ nhá các bác nhá. Thì dòng này tươi nguyên nhá. Cái này tươi nó mới là hàng chuẩn nhá các bác nhá, chứ còn hàng khô nhiều khi là mua là như bọn em mua khô là bọn em không mua đâu. Đây này. Cậy ra nó đen xỉ này các bác này.
Đấy, bên trong nó đen xì này, hơi khó nhìn. Đây này, các bác này, đấy, cậy ra bên trong nó đen xì như này nhá. Tam thất đen, tươi nguyên, cực kỳ thơm. Cái này về các bác có thể là hầm thịt, hầm gà, hay là các bác ngâm rượu, hoặc là các bác có thể là phơi khô đi, các bác nghiền nhá, nghiền bột ra các bác ăn với mật ong nhé. Hoặc đấy, cái dòng tam thất đen này thì nó tươi như này nó mới là chuẩn. Em nói thật các bác, như trên Lai Châu em ấy, thường thường là nếu mà mua khô phải chỗ thật sự quen biết bọn em mới dám mua, vì nhiều khi là dân người ta xong người ta về người ta luộc qua đi, người ta rút cốt, luộc qua thôi chứ không phải luộc kỹ đâu các bạn, luộc qua thì người ta rút cốt xong người ta lại phơi khô đi, xong họ lại bôi đất các thứ vào như này, nhiều khi là không thể nào phát hiện ra. Cho nên là cứ tươi này là em mua nha các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác mua cái dòng tam thất như này nó mới là chuẩn này. Đấy, các bác mua được những cái như này nó chuẩn, về tươi nguyên cây về dùng thì nó mới là chuẩn nhé, nó mới đảm bảo. Còn bây giờ nó rút cốt, nó rút khoảng mấy 30-40% rồi thì em nói thật các bác là mua nó rẻ bèo. Tam thất này em bán là 900.000 một cân nhé các bác nhá, 900.000 một cân, hàng tươi nguyên nhé. Em bán là hàng, bán hàng tươi đấy chứ không bán hàng khô đâu. Các bác hỏi em hàng khô này em không có đâu, nói thật các bác, em chỉ bán hàng tươi thôi. 900.000 một cân, chỗ này của em được hơn 2 cân một chút nhé các bác nhé. Bác nào mà lấy 1 cân 2 cân thì cứ báo em nhé. 900.000 một cân, tam thất đen, hàng tươi nguyên. Tiếp theo này các bác này, nhà em vẫn có cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này mà dùng với tam thất thì cực kỳ tốt nhé các bác nhé. Đấy, đây là mật ong khoái nhá. Đấy, mật ong khoái này, mật ong khoái này thì em đang bán với giá là 300.000 một chai, 300.000 cho một chai mật ong khoái. Còn mật ong đắng nhá, cái mật ong đắng này này, mật ong này là mật ong hoa thuốc phiện thì em mật ong khoái 350.000 nhá. Còn mật ong đắng hoa thuốc phiện này nó đen đen như này này các bác này. Đấy, mật ong đắng thì em bán là 700.000 cho một chai, chai này chai 1 lít nhá. Đấy, bác nào mà mua tam thất thì lên mua kèm mật ong về. Các bác có thể là thái rửa sạch đi, các bác thái lát là các bác ngâm với mật ong các bác ăn trực tiếp luôn, hoặc là các bác phơi khô. Phơi khô xong các bác đem nghiền, các bác đem nghiền xong các bác trộn lẫn mật ong ăn được, nhưng mà theo em cứ lên ăn tươi thì nó tốt nhé. Đấy,